Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào mẫu số 2. Đây, đó, kia, hoặc cái này, cái đó, cái kia là cái sự vật desk có phải không? Vậy câu khẳng định vừa rồi chúng ta đi thêm trợ từ ka đứng ở cuối câu thì chúng ta sẽ được câu hỏi xác nhận có phải không? Câu này mang ý nghĩa đây, đó, kia là sự vật có phải không? Hoặc cái này, cái đó, cái kia là sự vật có phải không? Nếu đúng, chúng ta sẽ trả lời về hay đi với danh từ chỉ vật đi với des. Vâng, là cái sự vật đó. Hoặc hay so des, đúng vậy. Nếu không đúng, chúng ta sẽ trả lời về yeah. Hoặc chúng ta trả lời về yeah, danh từ đi với des wa arimasen, hoặc danh từ đi với cha arimasen, và một sự vật khác đi kèm. Hoặc ie so de wa arimasen, hoặc so za arimasen, một sự vật khác đi kèm. Hoặc ie chigaimasu, một sự vật khác đi kèm. Ở đây tôi lưu ý với các bạn, chữ so mang ý nghĩa như thế, như vậy. Và chúng ta thay cái từ so này bằng danh từ chỉ vật. Nếu sang đây, mời các bạn nhìn vào ví dụ. Bạn Lan và bạn Minh nói chuyện với nhau. Bạn Lan hỏi, これは本ですか? これは本ですか? Đây là cuốn sách phải không? Bạn Minh nói, はい、本です。はい、本です。Vâng, là cuốn sách. Chúng ta cùng luyện nhé. これは本ですか?はい、本です。もう一度練習しましょう。Chúng ta luyện tập lại. これは本ですか?はい、本です。Chúng ta sang rồi nhị, ví dụ số 2. Bạn Lan hỏi tiếp bạn mình. それは本ですか? Chúng ta sử dụng それ, cái đó. Như vậy là sự vật ở gần người nghe, gần mình đúng không ạ? それは本ですか? Các bạn nhìn vào đây này. Đây là quyển vở. Cho nên mình sẽ trả lời là gì? いえ、本じゃありませんノートです。いえ、本じゃありませんノートです。Không, không phải là cuốn sách mà là vở. Chúng ta cùng luyện tập nha. それは本ですか? それは本ですか? いえ、本じゃありませんノートです。レイさん、mời các bạn sang ví dụ số 3. Đi với Are. Đi với Đi với Are. Are wa hon desu ka? Kia là cuốn sách phải không? Khi sử dụng Are là sự vật xa cả Lan và mình, đúng không ạ? Ie, chigaimasu, teicho desu. Không, nhầm rồi, là cuốn sổ tay. Dạ, minasan, lenshu shimashou. Chúng ta cùng luyện tập. Are wa Are wa hon desu ka? Ie, chigaimasu. Teicho desu.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào luyện tập Len Shu Bi trong giáo trình Minano Nihongo. Minasan, ayo mite kudasai. Mời các bạn nhìn vào tranh. Có hai ví dụ, rei 1 và rei 2. Ví dụ 1, ví dụ 2, rei. Hon. Câu hỏi, kore wa hon desu ka? Các bạn nhìn xuống, ví dụ đây. Đây là cuốn sách có phải không? Hay, hon desu. Vâng, là cuốn sách. Techo. Vẫn ví dụ chữ đây, nhìn vào bức tranh này. Techo. Kore wa techo desu ka? Đây là cuốn sổ tay có phải không? Ie, hon desu. Không, là cuốn sách. Ie desu ka? Như vậy, chúng ta sẽ luyện tập phần Len Shu Bi 1-2 trong giáo trình Minano Nihongo này. Đó chính là xác nhận thông tin có phải hay không. Nếu đúng, chúng ta sẽ trả lời với hay đi với danh từ đó, đi với des. Còn không phải, chúng ta sẽ trả lời về ie và một danh từ khác đi kèm vào. Ie desu ka? Minasan, 1 から 4 まで一緒にやりましょう. Chúng ta sẽ cùng nhau làm từ phần số 1 cho đến phần số 4. Ie desu ka? 1 số 1 時計 là đồng hồ. Câu hỏi sẽ đặt là hey, これは時計ですか? Đây là cái đồng hồ có phải không? Đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ trả lời được về là hai時計です. Đúng không ạ? Chúng ta cùng luyện tập nhé. これは時計ですか? はい、時計です。2. Câu số 2. Radio. Radio. Các bạn nhìn vào bức tranh đây là gì ạ? Camera ですね. À, vậy câu hỏi và câu trả lời chúng ta sẽ được là これはラジオですか? いいえ、カメラです。じゃ、もう一度練習しましょう。ちょっとこれ練習しましょう。これはラジオですか? いいえ、カメラです。3 番鉛筆 Bút chì ですね. Nhưng ở trong phần này các bạn nhìn thấy đây là gì? これはサープペンシルですね. Đây là bút chì kim đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ được đặt câu hỏi là はい、これは鉛筆ですか? Không phải đúng không? Vậy trả lời về sẽ là gì?Ie, sapu penshiru desu. Mỗi chi đô lên chơi xin mạng xô. Kore wa enpitsu desu ka? Ie, sapu penshiru desu. Nyon, isu. Kore wa isu desu ka?Đúng không? Đúng rồi. Vậy trả lời là gì? Hai, isu desu.